Hello, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Hôm nay bên em xin giới thiệu với tất cả anh chị và các bạn một dòng sản phẩm mới nhất tại bên em. Đó là dòng sản phẩm SM8B và sao cả Icon UPod Pro. Đây là sản phẩm được phân phối chính hãng tại bên Mickey Studio. Anh chị có nhu cầu muốn tư vấn về sản phẩm cũng như là muốn mua sản phẩm thì anh chị hãy liên hệ trực tiếp bên em qua số điện thoại 0971455585 hoặc truy cập vào website mickeystudio.com.vn. Xin cảm ơn tất cả anh chị rất nhiều. Đồng hồ vừa tích tắc, chỉ đến số 12 giờ. Sao giấc ngủ đêm nay của anh chợt khó như khi mỗi ngày. Rồi nhiều đêm qua như thế, em đã không còn như lúc xưa. Lúc em buồn đã có ai khác thay anh xóa tan mọi mệt. Đời hư áo đưa em vào cơn mê, gọi em đến bên ai sát vai. Mỗi ngày như thế, em đều dùng cảm xúc cao để tìm niềm vui, chạy theo những xa hoa phù du. Tàn trò cũ đêm em vẫn chưa về. Có lẽ đêm nay sẽ là đêm cuối mà anh nghĩ về em thôi. Anh phải đi rồi. Combo sản phẩm này thì được kết hợp với lại phần mềm Autotune, cho nên khi anh chị hát thì sẽ cảm giác rất là hay anh chị nhé. Cái phần mềm này thì chúng ta sẽ có thể hát được tất cả các cái thể loại dòng nhạc khác nhau, bolero này, nhạc trữ tình hoặc ballad hoặc là remix đều được anh chị nhé. Đồng hồ vừa tích tắc, chỉ đến số 12 giờ. Sao giấc ngủ đêm nay của anh chợt khó hơn khi mỗi ngày. Rồi nhiều đêm qua như thế, em đã không còn như lúc xưa. Lúc em buồn đã có ai khác thay anh xóa tan mọi mệt. Đời hư áo đưa em vào cơn mê, gọi em đến bên ai sát vai. Mỗi ngày như thế, em đều dùng cảm xúc cao để tìm niềm vui, chạy theo những xa hoa phù du. Tàn trò cũ đêm em vẫn chưa về. Có lẽ đêm nay sẽ là đêm cuối mà anh nghĩ về em thôi. Anh phải đi rồi. Xin cảm ơn tất cả anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho Mickey trong suốt thời gian vừa qua. Xin cảm ơn tất cả anh chị rất nhiều. Anh chị nhớ đăng ký ủng hộ kênh của bên em nhé và theo dõi thật nhiều các sản phẩm tiếp theo của bên em. Xin cảm ơn tất cả anh chị đã quan tâm theo dõi và xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.